Ngay sau Tết Nguyên đán là hoạt động du xuân lễ hội đầu năm. Do đó, không ít người vì ham vui đã sử dụng rượu bia vô tội vạ. Nhưng sau những cuộc nhậu, không ít người đã phải nhập viện điều trị vì viêm gan, suy thận. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội. Bệnh nhân này thường xuyên sử dụng rượu bia từ nhiều năm qua. Vào những dịp lễ Tết, ông còn uống nhiều hơn. Bởi vậy, gan bị tổn thương nghiêm trọng, những cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều. Ông đã phải nhập viện điều trị. Vào đây điều trị cái bệnh sơ gan cổ trướng này thì là nguyên nhân thì nó bác sĩ chẩn đoán là do quá trình cũng có sử dụng rượu bia. Nó đầy bụng lên chứ, đầy, đây, bụng căng lên. Khi nó ra dịch ổ bụng thì nó căng bụng, khó thở. Thì không chịu được, đêm nằm cứ ho, thế là phải đi khám. Theo các bác sĩ, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đến khám và điều trị vì các tổn hại do rượu gây ra. Những bệnh nhân mà vào khoa chúng tôi trong đợt Tết này thì do rượu thì rất là nhiều, chủ yếu là do rượu. Uống rượu một đợt và vào với tình trạng là viêm gan cấp, rất là mệt, vàng mắt vàng da và có một số bệnh nhân phải đi lọc máu liên tục. Đấy. Ngoài ra thì uống rượu ngoài cái viêm gan thì ở đây chúng tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp bị viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp cũng gây do uống rượu cũng khá là nhiều. Các bác sĩ cảnh báo, nhiều người sau khi uống rượu bia đã chủ động tìm tới các phương pháp thải độc gan mà không có chỉ định của bác sĩ. Cũng bởi sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc nên lợi đâu chưa thấy, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Nghe ở trên mạng hay là những cái nguồn gốc không rõ ràng, họ lấy những cái thuốc là đông y hay là thuốc nam thuốc bắc về uống. Uống sau khoảng một vài ngày thì bệnh nhân biểu hiện ngay một cái tình trạng viêm gan rất là nặng. Biểu hiện rằng là bệnh nhân vào cái tình trạng đi tiểu ra máu này, rồi nôn ra máu này, rồi vàng mắt vàng da. Đó, và có một số bệnh nhân thì đã phải đi lên cái khoa nặng nhất là khoa hồi sức tích cực của bệnh viện để xử lý phương án lọc máu, rồi có một số bệnh nhân thì cũng nói thật là cũng sẽ không qua khỏi. Theo thói quen, rượu bia là thức uống không thể thiếu trong các cuộc vui. Tuy nhiên, người dân không nên sử dụng quá nhiều rượu bia, kể cả những dịp sum họp gia đình, bạn bè, bởi những ảnh hưởng lớn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, lưu ý không dùng các thức uống thải độc gan không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi có các dấu hiệu bất thường, cần đi thăm khám sớm, tránh những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.